tiếp tục phải làm cái đó để xứng đáng với những sự kỳ vọng và yêu thương của mọi người. Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà.
đây là một cái ngày rất là đặc biệt, bởi vì là nó có rất là đông đầy tình cảm của tất cả những người yêu thương gắn bó trong cuộc sống, trong cuộc đời của người mẹ của Nhi. Một cái hành trình mà Nhi nghĩ rằng là nó sẽ không có, nó rất là nhiều khó khăn, nhưng mà Nhi vẫn luôn cố gắng để mà vượt qua và vẫn luôn luôn cố gắng, giống như là Chi Khánh hồi như có nói là vẫn cố gắng đứng vững để mà có thể thực hiện được ước mơ của mình. Cảm ơn được tất cả mọi người vì đã luôn ở bên cạnh Nhi trong suốt 10 năm qua. Cảm ơn. Mình sự biết là Nhi rất là xúc động trong ngày hôm nay. Và chúng tôi muốn nghe tên ông Nhi đó. Nhiều món quà cho Đông Nhi ngày hôm nay và có một đoàn với Dung Liếc hồi nãy trên sân khấu nữa. Xin các bạn hãy đến làm cho Nhi. Trong đây có rất là nhiều những câu chúc dành cho Nhi. Mọi người đã cho Nhi thật sự là rất là xúc động. Những cái khoảnh khắc này, những ánh mắt của mọi người khi mà tất cả mọi người đang ở đây, ở trên khán đài, trên sân khấu, chắc chắn là nó sẽ đi động rất là sâu ở trong trái tim của Nhi ở ngày đây. Bởi vì là sẽ Nhi biết là cái khoảnh khắc này nó sẽ không có dễ dàng gì mà sẽ có được tương lai, cho nên là Nhi rất là trân trọng từng giây phút khi mà được ở bên cạnh mọi người, khi mà mọi người đã yêu thương và đặt niềm tin vào Nhi, làm Nhi hiểu rằng là trách nhiệm của mình sẽ vẫn tiếp tục phải làm sao đó để xứng đáng với những sự kỳ vọng và yêu thương của mọi người, cho dù là mọi người có còn ở bên cạnh hay là không, thì chắc chắn là Nhi sẽ vẫn bước đi cho đến khi không còn một ai ủng hộ mình nữa. Đến ngày hôm nay thì sự hiện diện của tất cả mọi người, những người bạn, những anh chị em báo chí, những người học trò, những người em rất là đáng yêu, những người và tất cả những khán giả của Nhi, nó đã làm bùng cháy lên những ngọn lửa hơn bao giờ hết ở trong lòng của Nhi. Và ngay bây giờ đây, Nhi chỉ muốn nói rằng là Nhi yêu mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả mọi người đã tạo nên một khoảnh khắc tuyệt vời cho Đông Nhi trong ngày sinh nhật ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các anh em nghệ sĩ, cảm ơn học trò của Đông Nhi, cảm ơn những người em trong công ty của Six Sen, và đặc biệt là cảm ơn tất cả sự hiện diện của mọi người, đặc biệt là các bạn Potato quá là tuyệt vời ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người một lần nữa.